Lời nhắn gửi của anh trai cố nữ nghệ sĩ Kuhara mới đây khiến dư luận nhói lòng. Người anh trai không mong gì hơn mong muốn em gái quá cố sẽ tái sinh, một lần nữa trở thành người thân của mình. Ngày 3 tháng 3, anh trai của nữ nghệ sĩ xấu số Kuhara đăng tải bài viết trên Instagram cá nhân với nội dung kỷ niệm 2 năm ngày cưới của mình. Trong những dòng tâm sự ấy, anh trai vẫn không khỏi khiến người xem đau lòng bởi tình yêu thương dành cho người em gái quá cố. Bài đăng cảm động của anh trai Kuhara trên Instagram cá nhân anh trai của Kuhara tên thật là Ku In-ho, đăng kèm nội dung tâm sự cùng những tấm ảnh chụp hôn lễ của mình, tấm ảnh siêu âm đứa con đầu lòng sắp chào đời của hai vợ chồng. Ku In-ho không quên nhắn gửi tin vui này đến Kuhara, vì bản thân em gái đã mất của anh từng rất mong chờ về sự chào đời của người cháu đầu tiên. Nữ thần tượng còn từng hứa sẽ chăm sóc cho cháu và mua cho cháu những món đồ tốt nhất. Harry của chúng ta, tên gọi của Hara tại nhà, đã từng mua rất nhiều vật dụng hỗ trợ cho chúng tôi, bởi vì em ấy không thể ngưng mong chờ để nhìn thấy đứa cháu đầu lòng của mình. Em gái thường đi hát ở nhiều nơi, và hứa hẹn sẽ làm bất cứ điều gì để yêu thương người cháu ấy, thậm chí là đưa chúng vào đại học. Anh trai hy vọng Kuhara sẽ tái sinh và trở thành con gái đầu lòng của mình cùng tấm lòng yêu thương em gái. Anh trai của Kuhara đã cầu nguyện, với mong muốn người em xấu số sẽ tái sinh và trở thành con gái của mình. Anh trai hy vọng có thể một lần nữa được nuôi dưỡng Kuhara bằng tất cả tình yêu mà trước đó em gái không nhận được từ cha mẹ ruột. Hình ảnh chụp cùng Kuhara được anh trai nữ nghệ sĩ chia sẻ tấm ảnh siêu âm con gái đầu lòng của cặp vợ chồng anh trai Kuhara. Ku In-ho cũng cho biết, sau khi xác nhận vợ mang thai và đó là một cô con gái thì anh không ngần ngại gọi con là Harin, cái tên do đích thân Kuhara lựa chọn. Anh hy vọng em sẽ tái sinh và trở thành con gái của anh. Anh đã cầu nguyện rất nhiều và bằng lòng nuôi dưỡng em bằng tất cả tấm lòng yêu thương của một người cha. Một tuần sau đó, điều kỳ diệu đã trở thành sự thật. Video liên quan anh đã đặt tên cho con gái là Harin, cái tên mà em từng nói là rất đẹp. Nếu có thể thì em hãy ngắm nhìn cháu gái của mình từ từ lớn lên nhé. Kuhara và anh trai lớn lên trong gia đình không êm ấm được biết. Kuhara và anh trai Ku In-ho đều có một gia đình không êm ấm. Cha mẹ của hai anh em ly dị khi cả hai còn rất nhỏ, rồi gửi họ đến gia đình của một người bà con và ít khi liên lạc. Với quá khứ đau lòng ấy, anh trai tin tưởng rằng chắc chắn em gái quá cố sẽ bên cạnh trông nom cháu gái sắp chào đời của mình và thực hiện lời hứa trở thành người cô tốt nhất trên đời. Nhóm nhạc ca ra sao? Sự ra đi của Suli, ngày 24 tháng 11 năm 2019, Kuhara được xác nhận qua đời tại nhà riêng. Vì trầm cảm, Kuhara là nữ nghệ sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc, từng hoạt động với vai trò ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc Kara. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Kuhara tiếp tục hoạt động với vai trò ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Ngày 24 tháng 11 năm 2019, Kuhara được cảnh sát xác nhận đã qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân được cho là tự tử. Trước đó, Kuhara đã từng có ý định kết liễu cuộc đời một lần hồi tháng 6 năm 2019. Nhiều người cho rằng, chính áp lực dư luận khi trở thành người nổi tiếng cùng sự ra đi của người bạn thân Suli đã khiến Kuhara lâm vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng và tìm cách giải thoát cực đoan nhất. TT, theo Thế Giới Trẻ Let's Explore Us, Oi.